triển lãm đồ án tốt nghiệp của sinh viên. Sau khi được thành lập thì đây là triển lãm lần thứ 2 của ngành mỹ thuật ứng dụng thành phố Hồ Chí Minh. Mỹ thuật ứng dụng là loại hình nghệ thuật rất đa dạng, phong phú, tiếp cận sâu sát các hoạt động trong cuộc sống về tạo dáng mỹ thuật, trang trí mỹ thuật, thiết kế nội thất, thiết kế thời trang, thiết kế đồ họa. Đặc biệt lần này chúng ta giới thiệu về mảng thời trang, tạo dáng, đồ họa, trang trí qua những sáng tác của hội viên Hội Mỹ thuật thành phố, các nhà thiết kế trẻ, các ngành thiết kế của các trường Đại học Mỹ thuật thành phố, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Hoa Sen, Đại học Văn Lang. Sự góp mặt của cá nhân tác giả và các trường thể hiện phần nào thế mạnh của mỹ thuật ứng dụng trong cuộc sống, mang nhiều sắc thái riêng biệt của thế mạnh thành phố chúng ta trong thời gian qua và đến hiện nay đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống công nghiệp. Triển lãm lần này đã khẳng định mỹ thuật ứng dụng đã góp phần không nhỏ trong lĩnh vực mỹ thuật thành phố.
Bộ sưu tập Cội là một người ảnh hưởng nhiều bởi văn hóa phương Tây cũng như khuynh hướng nghệ thuật thiên về surrealism siêu thực. Bộ sưu tập kể câu chuyện huyền sử qua hình ảnh thủy tổ Lạc Long Quân Âu Cơ bằng ngôn ngữ đương đại, vượt ra khỏi những gò bó về hình ảnh hay biểu tượng truyền thống. Bộ sưu tập này cũng là sự phối hợp giữa các kỹ thuật hiện đại như in 3D, hiệu ứng động, kinetic và cả ánh sáng. Ngoài ra, qua bộ sưu tập còn là một nhắc nhở cho tôi và các bạn ý nghĩa thân thương của hai chữ đồng bào.